Đây là đào xuân đã về các bác nhá. Đấy, đào hoa đào nhá các bác nhá, đào rừng đấy ạ. Mời các bác ngắm những cái cành đào nó siêu to khổng lồ. Đấy, bác nào lấy thì bác các bác cứ alo em chọn cho. Cái này thì vẫn phải vào Zalo thì mới chọn được cành ưng ý của cái nhà của mình nha các bác nha. Đấy. Rất đẹp luôn ạ. Đây này các bác này. Đấy, một nồi canh. Nồi canh to nhá. Một nồi canh to luôn. Đây là địa lan Trần Mộng nhé các bác nha. Địa lan Trần Mộng. Mời các bác ngắm, chiêm ngưỡng những giò lan đẹp. Đẹp lắm các bác ạ. Nhìn mê mẩn luôn. Đẹp chưa? Một cái chậu lan chạy vùng quanh như thế này. Các bác để, các bác nhà biệt thự mà để thì quá ok. Đấy, đào nó về đây này các bác này. Những cành đào đẹp không các bác? Nụ chúm chím. Đấy, đào này đào mốc nha các bác nhá. Bác nào lấy muốn lấy thì cứ alo em nhé. Đào mốc. Đào rừng nhé các bác nhé. Đây em cho các bác xem cái một cái cây đào mốc này. Một cái cây đào mốc nhá. Đấy. Mốc cành thì nó chắc chắn là nó sẽ hoa nó sẽ ít hơn nha các bác nhé. Mốc cành thì nó sẽ hoa nó sẽ ít hơn. Đây các bác này, mốc cành này. Rêu phong luôn. Đó. Cành này nhà nào rộng là cũng để là ok đấy các bác ạ. Đẹp ấy. Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác những giỏ lan đẹp để các bác sưu tầm nhá. Em lên cho các bác một cái chậu Sato như thế này. Em đã thay chậu nhựa cho các bác để gửi cho các bác cho nó dễ nha. Nó đỡ nặng nha. Chậu bê tông, nguyên cái chậu bê tông nó đã rơi vào tầm 4-5 cân rồi. Nên là em phải thay chậu. Đấy, mà bông rất dài luôn nha. Hoa rất đẹp luôn, màu đỏ nha. Một giò Sato đỏ như thế này có 6 bông nha các bác nhá, 6 bông nha. Hoa đây nha. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha, chưa bao gồm phí ship nha. Riêng Sato và địa lan là các bác nào chuyển khoản thì em gửi cây thôi. Số 2 này. Quế tím này các bác này, quế tím này, đó, cái cây to nhá như thế này mà các bác nhìn đã chưa, lá từ gốc luôn, nguyên bản từ rừng, em cột nó vào như thế này, quá đẹp luôn. Em bán cái cây như quế tím như thế này, cây to nhá, các bác về các bác nuôi tương lai lắm các bác ạ. Cái dòng này ấy, nó có lá từ gốc này, em bán cái cây này cho các bác với giá là 200.000 nhá. Cho hình số 2. Số 3 này các bác này. Một cái giò đen rô trắng nha, nụ đây nha, nụ đây nha. Đấy, ba thân nụ này. Hai thân kỳ này cũng có nụ này. Đấy. Và hai thân ngắn ở dưới này cũng có nụ này. Đẹp chưa? Đấy. Tổng là 5 thân hoa và hai thân kỳ vẫn có nụ nha các bác nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. Toàn bộ nụ hết
cái thân này cũng là nụ. Đấy, là 6 rồi các bác ạ. 6 thân nụ, 7 thân nụ, 8 thân nụ. 450.000. Quá hên luôn. Thân già nhất của nó cũng đang nụ rồi các bác này. Đấy. Năm ngoái nó ra trong một cái kỳ ở đây như hỏng. Nha các bác nha, 450.000 nha. Cho hình số 3. Số 4 này, quế tím này, ba cây đẹp như thế này. Đấy. Ba cây quế tím to ngắn lá thì đẹp nhá. Em bán ba cây này cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Quế tím nhá các bác nhá. Cho hình số 4. Số 5 này, ba cây quế tím này thì cây quế tím này thì nó đẹp chưa các bác? Đó. Hai cây này, đó, đẹp chưa? Ba cây quế tím này thì em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 5. Số 6 này. Dâu rồng này các bác này, dâu rồng này. Đấy, đẹp nhá. Hàng thuần nhá. Các bác cứ cái nào ra hoa là các bác cắt. Cắt xong là các bác sao lên uống nước để chữa bệnh tiểu não nhá. Đây nha các bác nha. Một giò dâu rồng như thế này, hàng thuần nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000 nhá. 280 nha. Cho hình số 6. Số 7 này, một đầu ngọn này, hai đầu ngọn này, ba đầu ngọn, bốn đầu ngọn, năm đầu ngọn, sáu đầu ngọn, bảy đầu ngọn. 7 cây nha các bác nha. Một cái giò như thế này. Đấy, một cái giò cáo nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho hình số 7. Số 8 này các bác này, một cái giò trồn như thế này. Đấy, đẹp chưa? Em thuần rất lâu rồi đấy các bác ạ. Năm nay năm thứ 3 rồi đấy. Em bán giò trồn như thế này nha, cho các bác nha. Với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 18, à số 8. Đây này các bác này, địa lan mặc xuông này. Hoa nó nở rồi nha các bác nhá. Một giò như thế này nó được có 9 bông thôi. Vẫn có bờ cả bông to bông nhỏ, mới có một bông hai bông nở thôi. Còn đâu là chưa nở nhá. Đấy. Địa lan mạc xuân nha, em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. Cho hình số 9 nha. Đây, các bác này, số 10 này. Một cái giò đùi gà tròn này, các bác này. Đấy, thân trong vắt mà vàng ươm luôn. Các bác nha. Mà nhà em nó đang sưng nụ nha. Đang sưng nụ nha. Rất nhiều thân nụ luôn. Cái giò như thế này em chưa biết mặt hoa nha, em mới trồng năm nay thôi, như thân nó vàng ươm này các bác này. Năm ngoái em sổ được là hoa tím đậm luôn đấy các bác ạ. Đây là em bán xổ số nha các bác nha, xổ số nha. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha, 250.000 nha. Cho hình số 11. Là xổ số các bác ạ, vẫn là xổ số. Như xổ số này thì nó lại trong vắt mà vàng ươm luôn các bác nha. Hàng là có ba dài, à nguyên một dài luôn nhé các bác nha, nguyên một dài luôn. Mà những cái thân này này, đây thân này là nó đang nụ rồi, đấy thân này thì không có. Em đếm thân nụ cho các bác đã nha.
1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 này, 11 này. Các bác ơi, được có 11 thân nụ rồi. Đấy, 11 thân nụ rồi nha các bác nha. Như cái thân này là nó vàng ươm như thế này này. Đấy. Nên là giá nó chát lắm các bác ạ. Em bán xổ số nhá, xổ số nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 1 thôi, lấy 1 triệu đấy, 1 triệu nhá. Đấy các bác nhìn cái thân nó trong, nó vàng ươm như thế này thì các bác biết rồi nhá. Bác nào sổ nhiều thì các bác biết rồi. Nên là em bán 1 triệu. Đây là giá gọi là sổ số đấy các bác ạ. Cho hình số 12, số 13, một cái giò dâu rồng to như thế này các bác nhá, một dè luôn này. Đấy, hàng thuần nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nhá. Một giò dâu rồng to như này 350.000 nhá. Cho hình số 13. Số 14 này các bác này. Đấy, hai thân hoàng thảo kèn như thế này. Các bác nhá. Hai thân hoàng thảo kèn như thế này. Đang có mầm gốc đang lên rồi nhá. Hai thân như thế này em bán cho các bác với giá là 450.000 nhá. 450.000 nhá. Cục nguyên bản của nó đây nhá các bác nhá. Cho hình số 14. Số 15 này. Ba thân u lồi. Ba thân hoa nha các bác nha. Ba thân hoa như này nha. Đấy. Cái thân này nó hơi bị gập một chút. Mà trẻ con nó còn lấy này nó cưa được một nửa. Nó cắt một nửa nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hoa nha các bác nha. Không ảnh hưởng gì đến hoa nha. Nụ đây nha. Hàng thuần nhá. Dân bản nó cắt đấy. Em bán ba thân như thế này. Mà dài nhá. Em bán cho hàng thuần nên là em bán cao một chút nhá. Em nhập nó cao rồi, 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Cho hình số 15. Đây nha, em liên tiếp cho các bác nha. Một cái giò cáo như thế này, nguyên bản từ rừng nha. Một mẹ một con. Mà lá nó ngắn lắm các bác ạ. Ngắn lắm. Đấy. Đây này. Lá nó ngắn nha các bác nha. Mà xếp rụt đỏ ao luôn. Nguyên bản từ rừng nha. Em bán hai cái cây cả. Một cái giò cáo như thế này. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho hình số 16. Số 17 này các bác này. Một giò sơn thủy tiên nhà em nó như thế này nè các bác này. Đó. Đẹp chưa? Dày dặn mà toàn thân tơ rồi các bác ạ. Nó đang sưng nụ rồi nhá các bác nhá. Đang sưng nụ rồi. Sơn thủy tiên đang sưng nụ rồi nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Cho hình số 17. Số 18 này, cáo đỏ này các bác này, cáo đỏ nha, cáo đỏ nha. À, đó. Hoa mỗi tội hoa không phân nhánh đâu. Một giò cáo đỏ như thế này.
Các bác nhá. Đây nhá, là thân lá đỏ nhá. Hai cây như thế này em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nhá, 500 nghìn nhá. Cho hình số. Cái một. Cho hình số 19 nhá. À 18. Số 19 à. Một giò cáo đỏ như thế này các bác nhá, một giò cáo đỏ như thế này nhá. Được đôi 4 6 7 8 9 10 đầu nhá. 10 đầu nhá các bác nhá. Mà toàn thân lá đẹp thôi các bác ạ. Cái này có khi cho vào chậu 40 thì sao. Một cái giò cáo đỏ như thế này nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.300.000 nha. Cái này để vừa một cái chậu 30 à 40 luôn. Cho hình số 19 nha. Đây, nhà nào rộng thì treo một cái giò chồn to như thế này này. Đấy. Cây to nhá. Đấy, đây nha. Nó thuần ở chợ ở cái bảng dớn rồi xong em lại cho vào một cái chậu to 40 luôn. Một cái chậu như thế này nha các bác nhá. Em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Cho hình số 20. Mày mang cái này xuống bán á. Không bán à? Bán tiếp này, các bác nhìn lá đẹp chưa? Không muốn bán luôn, để đây thằng em nó lại mang xuống. Cây nó đẹp tuyệt vời luôn, lựa chọn đấy các bác ạ. Cái giò này thì bác nào lấy thì phải 900.000 em mới bán nhá, 900.000 em mới bán nhá. Cho giò số 20 nhá. Số 21 này, một giò trồn như thế này. Đây, cây to nhá các bác nhá. Đó. Như này nhá. Các bác nhá. Một giò trồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 đó. Đó. Cho hình số 21. Số 22 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này nha các bác nhá. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, to mà nhiều cây nhá. Đây. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 300 300.000. 300.000 nhá. Một giò to nhá. 300.000 nhá. Cho hình số 22. Một cái nụ, hai cái nụ, ba cái nụ, bốn cái nụ, năm cái nụ nha. Một giò dáng hương đuôi cáo như thế này em mới thuần thôi nhưng nó chạy dễ hết rồi nha các bác nhá. Đây nha. Cây to nhá. Đấy. Cái giò dáng hương đuôi cáo như thế này em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá. 500.000 nhá, được 5 bông hoa nha. 5 bông hoa nha. Cái cẩm báo này để vào dớn nó mát nên nó ưa lắm các bác ạ. Cho hình số 23. Xong một sắc đặt sau ấy. Đây các bác này, một cái giò kiều tua nha các bác nha, kiều tua nha.
Kiều nhà em là nó đang có nụ rồi các bác ạ. Đây. Nụ à. Đấy. Các bác nhá. Nụ nhà em rất nhiều luôn. Một giò kiều như thế này nha các bác nhá. Em bán cho các bác một cái giò kiều như thế này. 270.000 nha, 270.000 nha. Cho hình số 25. 24 là cầm báo ấy. 24 là cầm báo nhá. 25 này. Một cái giò trâu. Đấy, nụ đây nha các bác nha, nụ đây nha. Nở đồng một loạt luôn. Cái này nó chỉ được có 7 cái nụ thôi. 7 cái nụ thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha. 3 cây to nha các bác nha. 3 cây to nha như thế này nha. 700.000 nha. Cho hình số 26. Số 27 này, kiều tua hàng một dề này các bác này. Đấy, cũng vẫn đang có nụ ấy nha các bác này. Nụ này. Ai nụ này. Đấy. Thân nào có nụ này. Đó, thân nào có nụ nha các bác nhá. Thậm chí thân già năm ngoái này còn có mấy mắt nụ luôn này. Em bán giò này cho các bác với giá là 150.000 nha, 150.000 nha. Cho hình số 28. Số 29 cáo đỏ nè. Cái cây này thì có một cây chồn nè. Đấy, một cây chồn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được 9 đầu nha các bác nha. Tổng là cả chồn, cả cáo là được 9 đầu nha. Một giò như thế này các bác về các bác thả vào chậu cho nó đẹp cũng được, vẫn được nha. Chỉ cần thả vào thôi, không cần làm gì khác nha. Một giò cáo đỏ như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 900.000 nha. Cho hình số 29. Số 30 này, một cái giò tròn như thế này này nhá các bác nhá. Đấy, một giò tròn như thế này. Cái bề rộng của nó thì chỉ được có 20 thôi, như bề cao của nó là được gần 60 cm nhá, gần 60 cm nhá, hàng thuần lâu rồi nhá. Đấy, em soi cho các bác như này để các bác nhìn cho rõ nhá. Thuần rồi nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 đấy. 400.000 nhá. Cho hình số 30. Số 31 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc to như thế này. Đấy, nha các bác nha. Như này nha các bác, nhìn người em thì các bác biết rồi. Trông rất đẹp, mà các bác về chỉ sẵn trăm thôi các bác ạ. Em bán giò này cho các bác nha, với giá là 380.000 nha. Tiền nào của nấy nhá. Cho hình số 31. Số 32 này. U lồi nhà em nó nụ đây này các bạn này. Đấy, trắng chưa? Đẹp chưa? Cái hàng này là hàng sổ số mới trồng. Nếu mà bác nào được hoa trắng thì được nhá. Hoa trắng nhị vàng nha. Cánh gọi là cánh trắng nhị vàng đấy ạ. Một giò u lồi như thế này, toàn thân dài thôi, nên là em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Có rất nhiều thân hoa luôn. Các bác này. Đây này. Đấy.
300 nghìn nhá, cho hình số 32. Số 33 này các bác này. Một cái giò trồn như thế này, một mẹ một con nhá, một mẹ một con nhá. À, một mẹ hai con nhá. Như thế này nha các bác nhá. Em bán giò trồn như thế này cho các bác với giá là 800 nghìn nhá, 800 nghìn nhá. Cho hình số 33. Số 34 này các bác này. Đấy. Một cái giò vảy rồng nhá. Lá này nó chỉ được 5 sen thôi. Đấy. Lá nó to nhất được 5 sen nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300 nghìn nhá. 300 nghìn nhá. Cho hình số 34. Số 35 này các bác này. Một giò trồn như thế này. Các bác nhá, hàng giống thôi, nhưng vẫn có hoa cho các bác chơi nhá. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 250 nghìn thôi. Các bác mua ở đâu cũng không được giá này nhá. 250 nghìn nhá. Cho giò số 35. Số 36 này, sóc Lào này. Đấy, sóc Lào nhá. Một giò to như thế này. Cái này độ cao của nó là được 60 cm và bề rộng của nó được 20 cm nhá. Đấy, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 350 nghìn nhá, 350 nghìn nhá. Để mà thuần được một giò sóc Lào không phải đơn giản tí nào nhá. Cho giò số 36 đâu. 36 nhá. Số 37 này, một cái cây cáo nó bị lỗi mất hai lá là ở giữa này các bác này. Như nó là chưa ra hoa lần nào mà thân của nó tím lịm luôn như thế này các bác nhá. Đấy. Lá này để em báo cho các bác là được hơn 4 cm này các bác ạ, hơn 4 cm rồi. Một giò cáo như thế này nhá, nó không bị lỗi thì cái cây này cực đẹp luôn. Em bán giò này cho các bác nhá với giá là 600 nghìn nhá. 600 nghìn nhá. Cho hình số 37. Số 37 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Còn hàng to, hàng khủng em có hết nhá.